một cái cửa hàng mà rất là lâu rồi anh em mình mới trở lại ghé thăm để cập nhật giá để gửi đến cho bà con anh chị trên kênh mình theo dõi. Đó là bên cửa hàng xe máy Nhất Phương đó mọi người. Thì Ngô Nguyễn xin chào anh chị các bạn cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn của em nha. Hôm nay thì rất lâu em trở lại bên anh Nhất Phương để cập nhật giá. Và địa chỉ cửa hàng là 145A Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bà con mình ha. Thì nếu mà đúng nghĩa mà mình đứng theo cái chiều của bên cửa hàng á là như thế này. Bây giờ để em qua bên đây luôn để bà con em mình theo dõi cho nó dễ dàng luôn. Có nghĩa là mình đứng theo cái chiều hướng như thế này á, xích qua đây luôn em. Thì về hướng bên trái cửa hàng anh chị, mình sẽ đi ra hướng của chợ Xóm Nghèo cũng như đi ra hướng của cầu vượt Sóng Thần hay là khu nghiệp Sóng Thần rồi đó, là hướng đó bà con ha. Còn hướng này nè, bây giờ mình đi ra đây sẽ gặp một cái ngã ba. Ngã ba đó là giáp ranh với đường Lý Thường Kiệt, đi ra cái ngã tư 550, cầu vượt 550 rồi đó mọi người, là hướng đó nha. Còn giờ anh em mình vô trong gặp anh Phương nha, để cùng ảnh báo giá với anh em mình trong hôm nay. Rồi em chào anh chủ nha. Ồ ok, chào anh. Chào, dạ. Chào em. Này lâu quá anh em mình mới gặp nha. Dạ vâng, em giới thiệu về địa chỉ hết rồi đó, anh giới thiệu sơ tí lại đi. Vâng, xe máy Nhất Phương em xin chào toàn thể quý vị anh em mình nha. Yeah. Hôm nay nhà Liêm đến giới thiệu dùm mình một số dòng xe. Mình bán mấy cái xe nhỏ, xe thập cẩm tầm trung. Quý vị anh em mình mến dòng nào thì ủng hộ xe máy Nhất Phương mình nhé. Dạ. Yeah. Thì do cái địa chỉ á, mọi người nếu mà cần mà muốn chính xác hơn nữa hoặc là muốn dễ dàng nhất hơn nữa thì mọi người cứ kết bạn Zalo với anh chủ á, anh gửi cái vị trí là mình đi chính xác nhất, hoặc là alo với anh hướng dẫn cho mình đi rõ ràng ha. Vâng. Còn về cách thức mua bán, trả góp, ship xe đồ là nay sao anh? Mình tư vấn là chút với anh. Nói chung là cửa hàng mình cũng hỗ trợ như ship ship góp các tỉnh. Dạ. Góp cho anh em nào trên 18 tuổi, hồ sơ sạch đều góp hợp. Nếu mà góp qua cửa hàng thì trả trước cho anh cho cửa hàng là 80%. Dạ. Thì quý vị anh em mình có thể góp được. Dạ. Còn hình thức mua bán thì em có mua bán và trao đổi những cái dòng xe nhỏ, thập cẩm tầm trung thì quý vị anh em mình mến dòng nào thì liên hệ cho em. Dạ rồi. Qua cái số Zalo 0987692113. Vâng. Dạ. Bây giờ để giới thiệu chi tiết cho quý vị anh chị em mình một số dòng xe nhé. Rồi, mời bà con anh chị mình lên trên nha. Từ những cái dòng xe mà tầm vừa vừa nhỏ nhỏ đến những cái dòng xe 50 hay là cao cấp á thì bên trong vẫn có. Anh em mình cứ từ từ mà theo dõi. Còn giờ anh em mình sẽ báo giá ở đâu trước anh? Con nào? Bây giờ thôi để báo cái giá từ bên ngoài vào trong đi. Có con này phải không anh? Cái con 50 đó. Đây. Đây là chiếc quay 50 anh chị nha, quay 50. Halim, bản số là Đắk Lắk nha, 47FE nè, 8435. Cái này là chuẩn bị trong cái mùa mà các em học sinh mà chuẩn bị tụ trường đi học rồi á là rất hot nha. Nên là mọi người ai mà có quan tâm á thì mình xem video này mình ưng thì mình liên hệ cửa hàng mình chốt đi anh chị. Giá sao anh? Vâng, xe này thì của Hàn Quốc, hãng này hãng Halim á, dạ. Của Hàn Quốc nha. Ừ. Chứ không phải là xe Trung Quốc. Quý vị, dạ. Quý vị anh em mình mua xe thì mình phải lựa chọn như mình cần như hãng nào thì mình mua, cảm thấy nó máy móc nó ok thì mình mua nhé. Xe, dạ. Này thì của xe 50 nhưng, dạ. Xe này em bán cho quý vị anh em đầu like là em bán 4.800.000 nhá. 4.800. Vâng, 4.800.000. Xe 50 là mình chốt đơn được thì liên hệ cho em ngay nhá. Dạ. Xe 50 là nó sẽ có giá hơn mấy cái dòng xe mà Trung Quốc 100, 110 nha anh chị nha. Vâng. Đặc biệt là trong cái mùa xuân nữa là hợp lý ha. Xe này là xe của Halim. Dạ rồi, ok anh. Vâng. Đây thì mình vô trong luôn. Rồi, tiếp theo nhá. Từ AB luôn ha anh. Mình lên mấy con này rẻ rồi, luôn đi. Rồi ok luôn anh. Con con nào đâu? Cái này SCR của hãng Honda này. Dạ. FI luôn nhá. Cái này FI phun xăng điện tử này. Dạ. Nó có lên dàn áo của xe Li. Dạ. Thì quý vị anh em mình xe này còn chạy rất ok, đầy đủ chức năng cho anh em mình hoạt động bình thường. Xe này em bán cho quý vị anh em mình chỉ 5.3 triệu thôi. Thực chất là SCR hay là dòng Li của Việt Nam mình thực chất nó cũng như là một thôi anh chị, nhưng mà nó khác cái thị trường á nên là mọi người cũng đừng có ngại vấn đề này quá ha. Thì giá 5.3 triệu thôi ha anh. Xe này 5.3 triệu. 5.3 triệu. Xe chạy còn êm mạnh. Cốp rộng rồi, tất cả mọi thứ là như Li hết, tại vì nó là như một á, thì khác thị trường nó khác cái tên gọi thôi. Rồi ok anh, 5.3 triệu chốt với cái con SCR nha. Cái con nào nữa anh? 5.300.000. Dạ. Tiếp theo em lên cái xe Saab này, giống Saab. Như Saab giống như kiểu kiểu dáng của SH á. Dạ. To, máy êm, đầy đủ chức năng. Dạ. Xe này xuất xứ từ Đài Loan nha. Lên tem SH luôn mọi người. Đó. Dòng này thì cũng rất là ngon, giá cả thì hợp lý. Các bác nào trung tuổi lớn tuổi mà cần thích sự hầm hố mà ngon lành á thì lựa chọn con này, Saab X của em. Xe này em báo giá cho quý vị anh em mình là 6.300.000. 6.3 triệu luôn. 6.300.000. Dạ quý vị anh em mình về cày bừa thoải mái, đi chơi cũng được luôn. Xe này nó cao,
cho anh em mình gầm cao máy thoáng này, thích cái đi máy cái này. Dạ rồi, em thấy là nó cái hao hao y chang như mẫu SH Việt Nam luôn vậy đó. Nó y chang. Mà nó giá thì đã đầy đủ rồi. Nó có tem SH luôn nè. Dạ đúng rồi, em thấy rồi. Nãy là phía sau là dán tem SH luôn. Đôi khi á mà mọi người chạy ra ngoài đường mà ai không để ý, không rành xe nhiều là tưởng nó là SH thiệt đó. Rồi, đúng rồi, chỉ okay, có 6.300.000 cho quý vị anh em mình thôi. Dạ rồi, mình tới con nào nữa đây anh? Con này đi. Rồi, Latte phải Latte không? Latte này là 2020 nha anh chị em mình nhá. Xe này 2020, xe yeah, liền lạc, nói chung là có dàn áo này, có giảm lại màu trắng thì nó mà chảy nó dơ lắm. Dạ, yeah, nên là giảm lại đẹp hết trơn. Giảm lại. Giờ trắng tươi rồi đó. Ừ, trắng luôn. Xe yeah, này chức yeah, năng với Latte này thì 2020 này là có đá chống tắt máy này, có yeah, chế độ 3 giây này. Có nhãn năng lượng này mọi người thấy không? Giờ giá sao anh? Xe này thì cũng giá cực kỳ yêu thương, cái dòng này thì mới thì nó rất cao tiền nhưng mà xe nó bây giờ em bán lại cho quý vị anh chị em mình là 14.500.000 thôi. 14.500. Đúng rồi. Rồi ok anh, 14 năm thôi mọi người ha. Giá Latte thì thật sự mà anh em nào theo dõi những video xe mới thì chắc nó đâu có hề rẻ đâu anh chị ơi. Cao lắm chứ mày không đâu nha. Nhưng mà giờ xe cũ thì giá tốt 30-40 triệu rồi. Dạ. Rồi ok anh. Rồi. Mình tới con nào đây? AB này đi. AB này đời nào anh? Xe này 2010 FI. À mâm 6 cây luôn ha. Mâm 6 cây phun xăng điện tử. 2010 đó. 2010 FI. Dạ. Yeah. Máy gì nêm nhá. Ok anh. Cái này xe này là máy gì nêm. Dàn đúng ngoài rồi, thì như hình đây nó có nó liền lạc sạch sẽ, nó cũng có lỗi vài chỗ. Dạ. Yeah. Như xe cũ thì hầu như xe nào cũng vậy. Dạ. Yeah. Nó có lỗi vài chỗ. Giá giờ sao anh? Xe này bây giờ cũng bán cho xã cho quý vị anh em mình. Em bán là 11.800.000. 11.8 anh chị nha. 11.800.000 máy zin nhá. Cái này máy tính zin ra là FI luôn, mâm 6 cây, đúng đời 2010 mà 11.8 thì giá này là hoàn toàn là hợp lý rồi. Bây giờ là em quay tổng quan phía sau hết cho anh chị coi, cũng như là bên kia mình sẽ còn một chiếc Lubias nữa nha. Đó, bà con coi là tổng quan phía sau nè. Ưng chiếc nào chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng anh chị để cửa hàng có thể tư vấn rõ ràng hơn. Lubias này là xăng cơ hả anh? Xe này FI. FI, FI. Xe này nói chung là đang nói chung là cũng để đang vứt để vứt cho anh em nó đi dặm lại sơn. Và yeah, xe này nó còn máy êm chạy mạnh. Yeah. Rất là ok. Thì em bán em bao dặm cho quý vị anh em mình. Xe này là nó đời cũng đời cao FI rồi nhá. Yeah. Xe liền lạc sạch sẽ. Giá giờ mình lấy bao nhiêu anh? Bán cho anh em mình là 9 triệu thôi. 9 triệu đồng Lubias FI. Có một số chỗ trầy nhỏ nhỏ đó thì anh nói anh đang là trong quá trình để dặm đẹp lại hết. Nên là bà con em mình cứ yên tâm ha. Tới lúc mọi người mà muốn rước em này về là đẹp đẽ rồi. Giảm chút, ok hết cho anh em rồi đó. Đi vô trong luôn ha anh. Rồi, đi bây giờ vô trong nha. Dạ. Mình đến với cái chiếc đây luôn hả? Chơi này đi. AB, đầu bò. AB cái màu này là màu trắng đỏ đen này, này là hot nhất của cái dòng AB đầu bò này. Phối nhìn cái màu đó, nó rất là đẹp anh em. Cái này thì nó có chạy theo năm tháng. Dạ. Máy em bao em cho quý vị anh em mình luôn. Rồi. FI luôn nha, cái này FI. Con này bản số đã... em đọc cho anh chị em mình nha, 93B1-29029 đó anh chị. Xe liền lạc sạch sẽ nha. Yeah. Nói chung là nó có chạy xước theo năm tháng này quý vị anh em mình xe cũ mà. Đó là điều dĩ nhiên anh chị, quan trọng là cái mức giá tiền với tổng quan nó phù hợp là được. Cái giá là quan trọng là cái mức giá. Dạ, yeah, bao nhiêu anh? Giá này em bán cho quý vị anh em mình chỉ 8.500.000 thôi. Mọi người thấy giá ok không? AB đầu bò, liền lạc chứ không phải là gọi là bể vỡ hay là chạy xước đáng để phải nói mà 8.500.000 thôi. Là cái giá này em thấy rất rất đẹp luôn. Nếu anh em nào theo dõi kênh em thì cũng sẽ được biết rồi ha. 8.500.000 thôi, ngon lành. Máy đi không anh? Máy êm. Máy êm đúng không? Máy êm. Ok, máy êm thôi. Đúng rồi, máy của máy rất êm luôn. À, đầy đủ chức năng. Hoặc nếu mà thường mấy cái xe mình bán vậy mình hỗ trợ khách hàng bảo hành thời gian bao lâu được anh? Để khách yên tâm. Sao? Bảo hành á, được bao lâu? Nếu mà tùy theo xe thì em bảo hành từ 3 đến 12 tháng. Dạ. Từ 3 tháng tùy theo cái dòng xe nhá. Dạ rồi. Từ 3 tháng đến 12 tháng. Quý vị anh em mình cứ yên tâm. Dạ rồi. Em okay, nghe điện thoại đi nha. Dạ rồi. Ơi, em lại lên cho quý vị anh em mình chiếc Sirius FI bánh mâm đẹp nghĩa luôn. Xe này là đát 2016, đăng ký 2017. Nhưng là xe này máy zin êm nhá. Dạ. Xe này liền lạc hai vỏ trước vỏ sau đang còn mới và đẹp luôn. Đúng rồi, còn dày được, ok hết trơn, bánh mâm luôn. Máy zin êm. Dạ. Đằng ngoài không có bể vỡ. Quý vị anh em mình mến dòng này thì giá thì cực kỳ yêu thương. Bao nhiêu anh? Thì em bán xe tại nhà, mình không phải mướn mặt bằng nên giá lúc nào nó cũng đẩy lùi hơn anh em khác một tí. Quý vị anh em mình cứ yên tâm. Và anh em mình có cọc thì cũng đỡ phải ngại hơn. Quý vị anh em mình xe này là em bán cho quý vị anh em mình là tròn 9 triệu luôn nhá. 9 triệu đồng chẵn luôn mọi người. Đúng nha. Rồi. Bánh mâm thắng đĩa bản RC đàng hoàng luôn.
Bà con nào mà yêu thích dòng này thì mình cứ chốt thôi. Thật chắc em cũng được biết là mẫu này cũng có trải nghiệm qua rồi, chả rất là ngon nha. FI mà, FI mượt thì lắm. Ok lắm. Nhưng mà nó bốc anh chị, nó mượt, nó bốc nữa. Còn bây giờ là chuẩn bị mùa học sinh tới nè, chuẩn bị các em vô học nè. Bà con mua xe 50 là lựa chọn những cái mẫu của SUM như Angela hay là Angelin Elegant trước mặt chẳng hạn. Thì những cái mẫu này cực kỳ là bền nha. Con này đời mấy vậy anh? Con này là đời 2018 luôn. 2018. Bà số Đắk Lắk nha anh chị. 2018 nó có lỗi một miếng này nè, quý vị anh em mình nhá. Với lại cái đổi cái đèn lái thì trong quá trình đang còn ở đây thì để đưa cho anh em dặm nhưng mà vẫn chưa có đưa được nhá. Dạ. Nhưng là em bao cho mấy cái món mà có lỗi đây thì quý vị anh em mình cứ yên tâm. Rồi. Nó có chảy mấy miếng thì em bao cho quý vị anh em mình lấy xe là nó đầy đủ hết. Nói chung là có một số chi tiết như là trầy xước, lâm nhâm chút đỉnh rồi. Với lại cái ngay tay thắng đó là có bị bể cho đó thì anh sẽ xử lý ra đẹp hết. Hiện tại là xe mới về chưa có kịp làm. Đúng rồi. Còn khi mà đến tay anh chị là sẽ đẹp lại hết như anh chia sẻ ha. Biển Đắk Lắk 47 AB 76 945. Chi tiết chân cẳng xe này rất là ok. Rất là đẹp đó. Chân cẳng như này là đẹp 2018 lần. Rồi, giá giờ anh để nhiêu anh? Xe này là em bán 10 triệu nha. 10 triệu đồng nha anh chị nha. Đây là bao lỗi, bao mấy cái lỗi nhỏ nhỏ đừng như yếm áo này kia là quý vị cho quý vị anh em mình. Ok anh, nói chung là bà con nào mà quan tâm mấy cái mẫu xe 50 thì nên chốt mấy cái mẫu xe 50 của SUM như thế này anh em, rất là bền. Xe chính qua hãng. Qua cái bên đi anh, WRX, cái này hình như là Sunker đúng không anh? Đúng rồi, Sunker, Sunker 2015, bánh mâm thắng đĩa. Đúng rồi, bên Camaro. Máy gì nêm luôn nha quý vị anh em mình nhé. Dạ. Này giờ mình lấy nhiêu anh? Xe này thì em bán 10 triệu 500. 10 triệu 500 ngàn, Sunker 24100. Mấy cái mẫu của xe Honda như thế này thì về chất lượng thì anh em mình không phải lo nghĩ nhiều rồi. Hãng FI thì dễ xài, dễ sử dụng, dễ sửa hơn đó anh chị, nó chia sẻ vậy thôi. Còn cái bên là một cái dòng xe 50 tiếp theo, cũng là chính hãng của SUM, đó là dòng Galaxy xe 50. Cái này phù hợp với lại các bạn nam là nhiều hơn bạn nữ. Elegant này kia có thể là phù hợp với nữ rất là nhiều, nhưng mà đây là phù hợp với nam thì hợp lý hơn. Dòng này thì mình để giá sao vậy anh? Chiếc này thì em bán cho quý vị anh em mình 9 triệu 500 ngàn nè. 9 triệu 500. Mẫu xe này nó cũng rất là hầm hố cho quý vị anh em mình thanh niên nhé. Ok nha, các bạn nam học sinh cấp 3 mà chạy với con này là phải nói là rất là đẹp luôn. Giá về mình còn thương lượng lọc lái giùm anh hay chốt luôn với giá này rồi. Nói chung là em muốn báo giá sát cho quý vị anh em mình. Dạ. Thì nếu mà lọc lá thì em cũng có thể bớt cho tùy theo từng xe. Chút đỉnh nhỏ cho, ha. Cho lấy lọc. Dạ bớt rồi. Bớt một ít cho lấy lọc. Ok anh. Em quay lại bản số cho anh chị coi nha. Đó, anh chị ưng chiếc nào thì mình cứ nhớ biển số, nhớ tên xe, gọi cửa hàng để tư vấn rõ cũng như là hoặc là mình chụp lại mình gửi về cho cửa hàng nha anh chị các bạn. Rồi, ok, giờ anh em mình lên trên luôn anh. Rồi. Tiện 50 thì ở đây mình có chiếc 50 tiếp theo nè, mình quay mình báo luôn nha. Này là kêu con gì? Elegant. Cũng là Elegant luôn, mẫu được. 2018 luôn giống con này nè. Dạ rồi. Nhưng okay. Mà cái này máy zin này, chứ máy zin luôn nhá. Con này cũng máy zin luôn á, con này cũng máy zin luôn. Nói chung là xe này thì nó có cái này thanh niên nó đi không biết lỗi gì mà nó cắt hai cái bửng này thôi. Đúng rồi. Hai cái miếng bửng ngoài thôi. Dạ. Cho nó gọn rồi sao? Các bạn nam với trẻ mà hứng thú mấy dùng này cho nó gọn gàng cái xe hơn á thì ai mà cùng giống sở thích thì mình cứ chốt con này thôi. Xe thì bao cho quý vị em mình là máy êm đầy đủ. Giờ giá mình để nhiêu anh? Xe này em bán cho quý vị anh em mình là 9 triệu 500 ngàn nhé. 9 triệu 500 ngàn. Rồi ok anh. 9 triệu 500 ngàn. Tổng quan này là sạch sẽ anh chị nha. Nếu mà sau này khách hàng muốn trao đổi xe với mình hay là quay đầu này kia là mình có vấn đề đó không anh? Có bao quay đầu hay trao đổi gì không? Nói chung là trên ví dụ như anh quý vị anh em mình trong một tháng trong vòng một tháng quay đầu thì cũng cứ theo thị trường như người ta là lỗ 15% nhưng mà mình chỉ lấy 10% thôi. Dạ rồi. Nếu okay. Mà trong một vòng một tháng nhé. Hoặc nếu sau này bên cửa hàng có những dòng xe cao cấp hơn bà con anh em mình muốn đổi thì mình cứ trao đổi, đó là chuyện đương nhiên thôi anh em nha. Lúc đầu anh chịu cũng có chia sẻ vấn đề này rồi. Còn rồi. Bây giờ anh em mình qua tới Vision luôn đi anh. Này đời của nó là 2020 luôn. Xe này là 2020, xe này order lướt nhá, mới được có 14.000. Nhãn năng lượng này kia là đầy đủ hết rồi mọi người. Khóa sớm ok. Kiến này còn cả cặp. Con này đẹp. Vì nha mình xe này nếu mà miễn xe này thì xe này nó cái giá thì nó hơi hơi ca hơi nhỉnh chút ha, hơi nhích cho mấy cái xe khác chút. Con này là có vô cái mặt nạ giống như thác vậy đó, nhìn nó đẹp. Vậy giờ anh nói nhích giá nó sao? Bao nhiêu? Xe này nguyên zin như vậy thì xe này em bán 23 triệu. 23 triệu. 23 triệu. Bên mình là vẫn có hỗ trợ trả góp đầy đủ mà đúng không anh? Có hỗ trợ trả góp đầy đủ.
Nếu như mà khách hàng nào mà mình yêu thích cái mẫu này rồi nhưng mà tài chính mình chưa đủ thì mình có thể cũng có xe này, nhưng mà hai cái này 2-3 triệu nhưng mà quay lại con xe này cũng quá sợ mắc cây luôn. Là giá nó sẽ rẻ hơn. Tí em báo giá cho quý vị anh chị em mình. Ok anh, tí xíu đi anh mọi người ha, chúng mình quay con đó sau. Con này là 23 triệu do em nó quá đẹp. Xe này order lướt, nó vỏ trước vỏ sau nó còn mới luôn, còn đẹp luôn. Nè, vỏ trước vỏ sau theo xe luôn nhá. Máy này mới chắc bảo hành 5 thoải mái hả? Cái này bảo hành thoải 1 năm thoải mái. Rồi. Nhưng mà không bảo hành cho các anh em mà đi mà quên thay nhớt mới ngập nước nhá. Đó hãng nó cũng đâu có bảo hành đâu mà sao cửa hàng dám bảo hành được anh em. Không ai dám bảo hành cái vấn đề đó được. Dạ. Nhớt là coi như máu sự sống của xe đó, mà mình thiếu giờ thiếu máu là đâu có sống được đâu. Nên mọi người lưu ý cái này nha. Rồi qua đây là con AB nè. Con AB này thì nói chung là con này thì chỉ dành cho những anh em hoặc là các cô chú nào lớn tuổi chơi thôi mới biết ý là để ý xe này. AB Thái ha. Đúng rồi. Đúng rồi, AB Thái anh chị ơi. Xe này thì nó đẹp. Tháo ra trong rồi xem cái cục máy là anh em mình kết liền. Dòng này á. Máy zin. Nguyên bản của xe này là zin, em có tháo mấy cái này là chưa có thay thế được đâu, chưa có thời gian để làm. Mấy cái dĩ bô này, mấy cái điều bên ngoài á nên là nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà kiểu tổng quan là đẹp nha. Phải thay lại chứ không để vậy được. Dạ. Nhưng là cái này nó gãy bô này, bô Thái này nó không dập những cái chữ Gucci giống bô Việt Nam. Dạ đúng rồi. Ok anh, cái này là FI luôn nha anh chị nha, FI luôn. AB Thái 2010 FI. Dạ, biển số Vũng Tàu 72S23987, giá sao anh? Xe này em bán anh chị em mình là 25 triệu nhé. Rồi ok, 25 triệu. Quá rẻ, giờ AB Thái vậy là rẻ lắm á. Máy có làm gì chưa? Máy zin AB Thái đẹp. FI 2010 luôn mà có 22 triệu à. 25 triệu. À 25, em xin lỗi nha, 25. Nhưng mà cho dù là 25 đi chăng nữa thì bà con mình nhìn trên kênh của em đi. Em nói tới đây mọi người biết rồi, ai mà theo dõi kênh em thường AB Thái là không có dưới 30. Phải trên 30 không ạ, nhưng mà con này chỉ có 25 thôi. 25 triệu máy zin, ốc tán đẹp. Em quay cái lốc máy đây là phát là biết liền này. Đây, em quay cho anh chị coi luôn. Đây. Rồi, tính ra là ok quá chứ. Đây cái lốc lắp này là ok nè. Ừ. Nhìn nó trong này mình phải tháo cái zin này mà mình xem đó. Ok, mọi người mà cần kỹ hơn mình cứ đến trực tiếp mình coi hen. Còn đây nè. Nhôm mỏng rồi cho anh em mình coi. Quá đẹp cái ốc lắp. Rồi, ok. Đó tiện mình coi luôn mấy cái biển số rồi luôn anh chị. Đó. Rồi ok ha, giờ mình qua đây tới chiếc này, chiếc gì đây? Attila mẫu 2022. À đây Attila, cái này là xe chính hãng luôn chị nhé, xe chính hãng của em mà. Attila 2 đắt sản xuất là 2021, đăng ký 2022. Yeah. Order lướt thì chỉ có 8.000 cây hay là cái remote chìa khóa rồi. Này giá chỉ có 8.000 cây thôi. 8.000 cây đây chìa khóa này. Rồi cắm vô cây đồ nhiêu cho anh em coi luôn. Bảy ngàn 912 cây. Rồi ok anh, 7912 cây số ha. Rồi ok, giá dùm lẻ bao nhiêu đây anh? Xe này bây giờ hiện tại em bán cho quý vị em mình là tròn 15 triệu luôn. 15 triệu đồng. Chắc chắn là đời này là FI này kia đầy đủ hết. Xe này cũng chưa rửa ráy đâu. Xe này đấy, xe FI 125. Yeah. FI đời này là 125. Công nhận cái mẫu thiết kế đời này nó cũng đẹp đẹp, nó hầu như là mẫu lên led hết từ. Yeah. Đồng hồ từ đèn này kia là lên mẫu led hết rồi nhá. Rồi ok, 15 triệu. Biển số là Bình Dương luôn, 61D215075 nha mọi người ha. 15 triệu đồng chẵn. Rồi qua bên kia đây, chiếc Winner X, mẫu này là V2 đỏ camo ABS. Đúng rồi, biển Dĩ An luôn, 14571. Giá anh để nhiêu? Xe này máy zin nêm, chất xe thì liền lạc. Em bán cho quý anh chị em mình chỉ có 16.800. 16.800. 16.800. Trời ơi, quá hợp lý và yêu thương luôn. Máy zin nha anh em, anh chị em mình. Dạ. Máy zin nha. Giá này là quá ABS đấy, ABS luôn. ABS đàng hoàng mà giá có 16.800 thôi, bây giờ anh em mình đòi không biết đòi cái gì nữa luôn á. Máy zin nhà mình bảo hành bao lâu anh? Xe này nếu mà chung cái tùy theo cái số tiền xe em bảo hành. Chung không phải là đấy, nhưng mà xe nhiều xe, có xe thì xe này em bảo hành cho quý vị anh em mình 3 đến 6 tháng ok. Dạ. Yeah. Rồi ok anh chị nha. Winner chạy quá ngon mà giá hiệu quá hời. Bảo hành máy nhá, vấn đề ngoài thắng thiết này kia gọi em là cũng không được. Đúng rồi, dĩ nhiên. Tại vấn đề thắng nhông xích, nhông sơn hay là vỏ lớp mòn đó là điều hao mòn qua tự nhiên. Đó đúng, mình mua xe mới cũng vậy mà. Rồi qua đây anh SH Mod đi. Chiếc SH Mod đây 2017 nè. Rồi.
Dung là xe này biển ở đây luôn, biển Dĩ An này luôn. Dĩ An luôn. Vâng. Màu đỏ, khóa sở mắc cây. Dạ. Xe này thì lên sóng cho quý vị anh em mình 35 triệu thôi. 35 triệu đồng. 35 triệu. Biển Dĩ An. 84175 bà con mình nha. Rồi, ok, em quay tổng quan lại cho anh chị coi hết phía sau của ba chiếc xe nãy giờ nè. Đặc biệt quá bất ngờ với con này 16 triệu 9 đúng không anh? 16 triệu 800. À, 16 triệu 8 thôi, là quá hợp lý. ABS, đỏ camo đàng hoàng. Rồi, 15 triệu dẫn cho chiếc Attila. Rồi, ok, giờ mình xuống bên dưới thôi. Một cái dòng tiếp theo 50 luôn anh, cho 50 luôn đi. Cái này 50 đi. Dạ rồi. Đang con này này, con này thì đi, mình ra tiền, sau luôn quay cho dễ. Tiền nào nó của nấy, con này là áo đang bọc keo. Ồ, đúng. Chưa rồi. Có lột keo đâu. Còn bọc keo luôn bà con ơi. Được. Áo bọc keo. Chất xe này đẹp mà. Xe này đăng ký là 2020. Nhưng mà đát sản xuất của nó chắc tồn kho, hàng tồn kho hay là nó sang tên gì đấy. Yeah. Thì nó chỉ có 2016 hay 17 gì thôi. Rồi. Ok. Đấy, đát là 16. Chưa rửa nhá, xe này rửa lên cực kỳ đẹp luôn. Yeah. Xe này chưa rửa luôn. Rồi. Có hôm qua về 4-5 con nhưng mà chưa có rửa. Yeah. Xe này nó hơi cứng giá một tí, quý vị anh em mình mua nó đẹp thì nó phải cứng thôi. Đúng rồi. Xe áo liền lạc bọc keo không? Đang còn bọc keo nguyên xe luôn. Bao nhiêu anh? Xe này em bán cho quý vị anh em mình là 10 triệu 500. 10 triệu 500 ngàn ha. Đúng rồi. Được cái chất nó đẹp nên cái giá nó nhỉnh chút là mình cũng thấy hợp lý mà mọi người ha. Xe chính hãng mà 10 triệu 500 thì giờ đấy cũng không phải là giá nó quá cấn hay là cấn rồi anh chị em nhé. Cái này không riêng vì các bạn học sinh đâu mà anh chị nào hoặc là cô chú lớn tuổi không cần phải quá mạnh mà tiết kiệm xăng mà lại không bằng lái á là chạy em này là quá đẹp. Quá phù hợp. 50 trong nhà em là bán được. Chỉ toàn bán xe hãng, còn Kimco hoặc là Sway em. Xe Trung Quốc thì em cũng ít khi em bán. Dạ rồi. Qua đây đi anh, chiếc Vision. Con này có lên cái mặt nạ nè. Biển số ở đâu đây anh? Xe Vision. Xe này xe 50 là biển số 65 nha. Rồi chút em quay lại cho. Còn con Vision biển số nào? Biển số là 63B540082. Xe này đời 2018 máy Z-name. Chân cẳng thì liên lạc sạch sẽ nha. Giá mình để bao nhiêu? Xe này em bán anh chị em mình chỉ có 18 triệu thôi. 18 triệu đồng. Khóa 18 triệu. Cơ nha mọi người ha. Cái này là dễ bác, xài dễ sử dụng. Khóa chìa nhá. Dạ. Yeah. Các cô lớn tuổi, các bác lớn tuổi rồi cũng dễ xài dễ sử dụng, nó chỉ khóa cơ xưa giờ vậy đó. Còn ai muốn an toàn tuyệt đối ngon hơn chút nữa thì bên kia khóa mắc cây. Rồi, tiếp em lên cái này và biển số 93. Khóa sở mắc cây. Đã sản xuất là 2019. Rồi. Xe thì khỏi phải bàn rồi, xe này cũng khá là sạch sẽ, Z-name đầy đủ nha quý vị anh em, máy Z-name nhá. Rồi. Bao nhiêu đó anh? Xe này thì em bán cho quý vị anh em mình 20 triệu 500 thôi. 20 triệu 500. Đấy, bây giờ ví dụ như con này đi so với cái con đằng trước đi thì em bán có 20 triệu 500 nhưng mà con kia lên tới 23 triệu. Đúng rồi, mà vẫn là khóa mắc cây đó thôi. Vẫn là khóa mắc cây. Con rồi. Kia nó hơn một đời một đời. Yeah. Con này là không phải order lướt mà con này cái công tơ mét này chắc nó bị đấy rồi nó bị đứt dây hả? Đứt dây nó quay. Dạ. Rồi ok, giá mình để là 20 triệu đồng chẳng. Xe này là đi nhiều hơn. Dạ. 20 triệu đồng 500, 20 triệu 500. Rồi ok anh, 20 triệu 500. Còn là bên kia anh, con màu đen nhám. Con màu đen nhám này nè. Con này thì nói chung là cũng chất xe là cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì hai khóa, hai chìa chống trộm này kia đầy đủ hết. Còn đầy đủ hết, bán đặc biệt luôn nhá. Giá nó bao nhiêu anh? Xe này là bán 18 triệu 500. Biển số là Kiên Giang luôn, 68K1. Biển số 68. Dạ. Chúc em lướt lại cho anh em coi về phía sau cũng như biển số ha. Rồi, mình qua đây luôn đi anh, chiếc BCX đi, chúc quay lại biển số sau. BCX này đời nào đây? Xe này đời 2016 nè. 2016, 125 anh chị nha. Z-name, order cũng mới có 20K thôi. Biển số là của Bến Cát Bình Dương, 61G1, 52355. Này các chú lớn tuổi, các bác lớn tuổi là đi là rất là khoái nha. Xe này chuẩn order nhé. To hầm hố ngầu chất đẹp. Xe cực kỳ ok. Rồi. Bao nhiêu anh? Xe này em bán là 31 triệu 500. 31 năm. Rồi. Ok anh chị. 31 triệu 500. Đẹp nha. Liên lạc ok hết trơn. Nên là các bác nào mà thích thì đừng có chần chừ nữa mọi người. Cứ alo đến cửa xe hàng. Này chính chủ ký giấy luôn nha. Anh chị em mình nha. Chính chủ ký giấy là thoải mái. Thì cái vấn đề mà ra tên giấy tờ là cũng tuyệt vời luôn. Tại vì chính chủ mà mọi người ha. Như vậy. Còn không mà chính chủ thì xe nào hồ sơ đó, nếu mà hồ sơ cửa hàng em bán xe lớn thì hồ sơ thì em cũng hỗ trợ hồ sơ cho quý vị anh em. Dạ mình. Rồi ok anh. Qua đây anh, 150 ABS hả? Xe này là SH 150 màu trắng ABS.
đát sản xuất là 2021, đăng ký 2022. Dạ. Yeah. Xe thì nguyên zin, order lướt mới có hơn 10k. Cái này đăng ký hay cái đát 2021 chứ em nghĩ là cuối 2021 anh chị, tại vì chìa khóa của nó. Chìa khóa của nó là cái khóa nó chỉ có hai nút bấm thôi. Đầu 2021 thì nút bấm vẫn còn là ba nút, chỉ cuối 2021 mẫu 22 á là remote hai nút như thế này. Để đăng ký 2022 rồi, luôn. Rồi, ok anh. Giá giờ anh đến sao? Xe này em bán là 79.500. 795 ha. Hồ sơ anh em mình thêm phí cho em nhé. Dạ. Yeah. Đây là biển số của nó là 68 luôn. 68 ha. Kiên Giang, 68E1 54698. Dạ rồi, ok. Giá là giá xe, còn bà con em muốn ra tên giấy tờ nữa thì mình cứ liên hệ cửa hàng để cái hỗ trợ em hỗ trợ hồ sơ cho quý vị anh chị em mình. Yeah. Quý vị anh chị em mình thêm phí cho em hỗ trợ cho anh chị em mình nhé. Bên kia thì cũng là một mẫu 160 ABH đời mới luôn. Đúng rồi, cái này order lướt hơn nữa, cái này mới 3.000 cây. Ừ, dạ. Này khỏi chê rồi anh em nha. Ốc tán đồ này kia tuyệt vời. Xe này thì phụ kiện theo xe còn đầy đủ hết. Dạ. Yeah. Đây, anh chị tại vì nó mới quá đây. Cái này cuối 2023 là cuối 2023 là mới đây thôi bà con ơi. Mới mấy tháng. Xe này áo bọc keo nha quý vị anh em mình, nó đã bọc dán keo hết cái dàn áo rồi. Bọc mà tưởng đâu là không bọc á thì mọi người biết là nó còn đẹp, nó sáng như mức độ nào rồi đó. Cái này bọc keo nguyên xe rồi. Nào đẹp thì mọi người cứ yên tâm ha, tin tưởng. Con này biển số 67. Ốc tán dày sầu chê được. Nó như cái xe mới mà. Này mới 3.000 này ngang cái xe mới. Dạ. Biển An Giang, con này giờ giá để sao anh? Xe này em bán là 91.500, 91.500.000 bà con nha. Rồi. Hồ sơ quý vị anh chị em nha. Hiệp ơi. Ok, hồ sơ sao anh? Hồ sơ thì quý vị anh chị em mình thêm phí cho em nha. Hồ sơ thì nó khoảng tầm 2 triệu thôi. Tầm 2 triệu là bình thường anh em ơi. Trong vấn đề này giờ hồ sơ 2 triệu là bình thường thôi. Anh chị anh em mình theo dõi sơ qua các bạn số phía sau hết nha. Có tổng quan phía sau hết nè. Mọi người thích cái mẫu nào thì cứ nhấc máy lên gọi về cho anh chủ cửa hàng bằng cái số điện thoại em có để bên góc trái nha. Rồi, mình xuống đây luôn đi anh. Chiếc AB luôn cái đi. Rồi, mẫu này màu 4 van nè. Mẫu này màu 4 van mới nhất 2023. Đồ chơi còn đầy đủ nha. Kiến khóa thì còn phụ kiện theo xe đầy đủ hết. Đó, ok. Hỏi bàn gì hết, đầy đủ hết. 2023 nhé. Con này là bản số của em, nó là ở 36C2, Thanh Hóa. Xe chính chủ ký giấy. Vỏ xe là chơi vỏ xịn Michelin luôn. Michelin luôn nha anh em ơi. Còn trước sau Michelin luôn. Michelin là một cái hãng vỏ mà gọi là rất đắt tiền, hãng vỏ rất là đã anh em ha, vỏ xịn mà. Rồi, bao nhiêu anh? Xe này em bán cho quý vị anh em mình 34.500, 345. Rồi. Giá quá hợp lý, ký bao công chứng cho quý vị anh em mình. Chính chủ luôn ha anh. Đúng rồi, chính chủ, vô tư anh em ơi. Chính chủ mà. Còn cái bên là một chiếc SH Mod sơn màu xám xi măng. Cái này khóa mắc cây luôn rồi. Xe mắc cây, xe này màu đỏ lên. À, một từ màu đỏ lên xám xi măng. Xám xi măng, bản đặc biệt nhá, 2017. Dạ. Bản đặc biệt 2017. Rồi. Đó, xe thì ốc tán, xe này thì không thể chê vào chỗ nào được. Xe này nó quá đẹp đi, không chê vào chỗ nào được luôn. Bản Cần Thơ anh chị nha, 65. Rồi. Tổng thể con xe này là khách nó lên cũng rất là khá là nhiều tiền. Dạ. Yeah. Giá mình để bao nhiêu đây anh? Xe này thì em bán cho quý vị anh em mình là 37.500. 37.500. Vâng. Áo sơn liền lạc đẹp hết anh chị ha. Hồ sơ thêm phí cho em nhé. Dạ rồi, giá báo là giá xe thôi. Còn bên đây là SH Mod luôn, nhưng mà cái form này là form đời mới nhất rồi. Và nó là phiên bản thắng ABS. Dàn áo này rất là đẹp nha. Khỏi phải chơi luôn, ốc tán là xuất sắc ABS nè anh chị. Rồi. Xe này sản xuất là 2021. Dạ. 2021. Order lướt luôn nha, cốt trước sau là vỏ trước sau theo xe chưa mở luôn. Cốt sau chưa mở anh chị nha. Biển số Bình Dương nha. Khỏi phải lo luôn, cốt sau chưa có mở luôn. Biển số thủ dầu 1, anh em nào thủ dầu 1 thì mình mua về đi nhé. 61B phải không anh? Đúng rồi. Đây, quay cho anh chị coi biển số rồi chi tiết phía sau luôn. Đây, 33613. Đó, cốt nè. Cốt còn bé ngót như này, không có thấy dấu mở luôn mà anh em ha. Chưa có dấu mở. Hỏi phải chê chỗ nào? Đây, đây, đây. Vỏ theo xe còn cả đôi luôn. Đó, đã chưa, bé ngót. Ok ha, bà con nào thích thì cứ nhanh tay, mình gọi về cho cửa hàng. Cửa hàng hỗ trợ anh em mình tư vấn rõ hơn và có thời gian đến đây là tuyệt vời hơn nữa anh em. Trời, bên đây mình còn chiếc Ly phải không anh? Còn chiếc Ly biển thành phố này. Dạ. Yeah. Xe này chưa có rửa giấy gì hết, mới yeah. Có dặm dàn áo này, dàn áo là mới dặm rồi. Ừ, đúng rồi. Mà dàn áo mới dặm, chưa có rửa giấy gì. Quý vị anh em mình mến biển thành phố thì trực tiếp liên hệ cho em nhé. Yeah. Xe này chỉ có 15 cũ thôi. 125 luôn á. Dạ. Yeah. Đời 2014. Dạ. Yeah. 15 cũ quá yêu thương luôn. 125 xe chính chủ luôn. Ký luôn nha. Xe này ký được giấy nha quý vị anh em mình nha.
Đặc biệt là biển Sài Gòn, giấy Sài Gòn mà lại được ký giấy nữa là quá tuyệt vời luôn. Giá 15 triệu đồng, áo được xử lý full can cho anh em hết rồi. Rồi, ok. Coi như con SH đẩy xích xích vào đây. À, có thác nữa phải không? Vậy đi lên trước quay luôn anh. Mời bà con anh chị mình lên trên. Báo lộn giá hay không? Không gì kiếm. Rồi, xong rồi đây, SH lên nhà áo tương tự giống ý anh em. Đây, qua chi tiết anh em coi luôn, nằm ngoài đường nè. Này 125 hay 150 đi anh? Xe này, dòng này là 125. Lên mẫu áo Ý rồi nha. Yeah. Mẫu áo lên form Ý rồi. Máy zin êm. Biển Đắk Lắk anh em nha. Biển Đắk Lắk, căn cước chủ xe 91239. Anh em nào cần, nếu mà muốn rút hồ sơ thì em hỗ trợ cho quý vị anh em mình luôn. Dạ rồi. Nhiều anh, giá nhiều. Xe này em bán cho quý vị anh em mình là 48.500. 48.500. Lên nhà áo nói chung mà cũng liền lạc đẹp, ok đúng không anh em? Xe đẹp. Xe này ok rồi. Chạy phê đẹp luôn á. Dạ. Như một chiếc thắng Ý vậy đó. Rồi. Máy móc này chắc chắn là phải rin rồi hả anh? Máy rin. Dạ rồi, thôi giờ anh em mình về bên lại cửa hàng đi để anh chủ hỗ trợ anh em mình về cái địa chỉ đồ này kia lại. Đó, bản hiệu cửa hàng thì bà con thấy rồi, 145A Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Rồi, mình tư vấn lại tí xíu thông tin về bên cửa hàng đi anh, để cho những anh chị khách hàng mà mới hoặc lâu lâu vô xem được nắm rõ hơn. Vâng, thì nói chung là cái địa chỉ cửa hàng của em thì nằm ở trên một số nhà là 145A đường Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, Dị An, Bình Dương. Yeah. Thì cái phía bên tay trái này thì cái hướng này là ra chợ Sóng Nghèo. Yeah. Và khu công nghiệp Sóng Thần cách khoảng 200m. Yeah. Còn cái hướng bên tay phải cửa hàng nhìn ra đây thì sang bên tay phải đây thì ra đường Lý Thường Kiệt. Ra ngã tư 550, cách ngã tư khoảng 1 cây số về đến cửa hàng luôn. Dạ. Đấy, quý vị anh em mình không biết đường thì mình cứ gõ trên Google xe máy Nhất Phương Dị An là sẽ ra nhé. Dạ. Hoặc là cứ kết bạn với cửa hàng cho cái mình thắc mắc con nào mình trao đổi. Đúng rồi. Rồi sau đó cái nhờ anh gửi cái vị trí Google Map anh em, mình đến là trực tiếp là chính xác nhất luôn. Anh em mình mà ở xa thì nếu mà không đấy thì cứ kết bạn cái số Zalo cho em. Để em gửi hình chi tiết, ok giá cụ thể là quý vị anh em mình có thể cọc em hỗ trợ ship cho quý vị anh em mình luôn. Dạ rồi, ok nha. Dạ. Coi như nãy giờ anh em mình đã quay cập nhật báo giá rồi chi tiết những cái mẫu xe tại bên cửa hàng xe máy của anh Nhất Phương rồi. Bà con chị nào quan tâm thêm cứ alo trực tiếp vào cửa hàng bằng cái số điện thoại của để bên góc trái màn hình để anh tư vấn về hết rõ ràng cụ thể hơn cho bà con nha. Dạ. Video tới đây chắc anh em mình xin phép là tạm dừng anh ha. Ok. Rồi, cảm ơn chị các bạn nha. Chào và tạm biệt quý vị anh em mình nha. Hẹn like tiếp theo nha. Dạ.